Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Các lực lượng ra quân tổng vệ sinh khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 làm đẹp thành phố Huế. Số lượng lớn cây xanh bị bật gốc, gãy đổ do thiên tai đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm trong quản lý phát triển hệ thống cây xanh bền vững cho đô thị Huế. Sản phẩm Mây Tre Đan làng nghề Bao La, một trong ba sản phẩm ô cốp của Thừa Thiên Huế, tham gia đánh giá phân hạng tiêu chuẩn 5 sao Trung ương. Thưa quý vị, cơn bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hệ thống cây xanh bị đổ gãy, đã ảnh hưởng đến giao thông, cảnh quan và môi trường. Mặc dù đã có nhiều lực lượng tích cực ra quân khắc phục hậu quả sau bão trong những ngày qua, nhưng công việc vệ sinh môi trường vẫn còn khối lượng rất lớn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ, trong ngày hôm nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và người dân đã ra quân vệ sinh khắc phục hậu quả của cơn bão số 5. Ghi nhận của phóng viên thời sự về công tác này tại thành phố Huế. Ngay từ sáng sớm, trên các tuyến đường của thành phố Huế, rất nhiều người dân cùng chính quyền địa phương đã đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh. Phong trào ngày Chủ nhật xanh hôm nay lại càng thêm ý nghĩa khi ngoài việc vệ sinh môi trường, còn chung tay khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra. Nhận thức được việc khắc phục sự cố của thiên tai là trách nhiệm không của riêng ngày, mỗi người dân đều góp một phần sức lực để khôi phục bộ mặt khang trang sạch đẹp cho thành phố Huế. Qua cơn bão số 5 vừa rồi thì hệ thống cây xanh ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đổ gãy rất là nhiều. Thì tôi là một người chiến sĩ thì tự ý thức được rằng là phải góp sức mình vào để tổng dọn vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để góp phần làm cho địa bàn ngày càng xanh sạch và sáng. Trong cây đổ rất nhiều nhưng mà nhà có hư hoặc trống á, nhưng mà trước mắt là tôi xin được rằng là cảm ơn trong chính quyền về địa phương và trong cả tổ dân phòng với công an để làm dọn dẹp sạch sẽ vệ sinh môi trường. Nhiều cơ quan đơn vị đã đồng loạt ra quân phối hợp với trung tâm công viên cây xanh, lực lượng vũ trang tổng vệ sinh dọn dẹp hệ thống cây xanh bị đổ gãy nhằm nhanh chóng trả lại mỹ quan đô thị tại các tuyến đường trung tâm thành phố. Đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên cùng người dân tại chín huyện, thị và thành phố Huế đã được huy động để khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra. Các đoàn viên và công ty đoàn thì cũng là phối hợp với là bên công ty môi trường và công trình đô thị Huế thì ra quân dọn dẹp cây đổ và rác xung quanh đài sau ở đồng sau những ngày sau bão và quét dọn đường xá xung quanh cơ quan chỉ đoàn đài phát thanh truyền hình tỉnh cùng với các lực lượng vệ sinh của đài, lực lượng cán bộ anh chị em, cán bộ công nhân viên của đài đã tổ chức thực hiện dọn dẹp vệ sinh những ngày Chủ nhật xanh và đồng thời là cũng dọn dẹp cảnh quan môi trường xung quanh cơ quan sau khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Với phong trào, với tinh thần của sức trẻ, hy vọng là các cơ quan đoàn thể và các tổ chức sẽ chung tay góp sức xây dựng thành phố Huế ngày càng xanh sạch sáng. Kiểm tra phong trào ngày Chủ nhật xanh trong ngày 27 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự ra quân đồng loạt của các cấp chính quyền, người dân để chung tay xử lý hậu quả sau bão. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn người dân và các cấp chính quyền cần tiếp tục phát huy tinh thần ngày Chủ nhật xanh, không những trong việc xử lý hậu quả sau bão mà giữ gìn vệ sinh cảnh quan về sau. Ngày Chủ nhật xanh trở thành một hiện tượng của Thừa Thiên Huế là kêu gọi nâng cao nhận thức của người dân liên quan đến bảo vệ môi trường, đặc biệt hy vọng cái sự đồng thuận của dân trong việc xử lý những cái hậu quả của thiên tai như cơn bão số 5 vừa rồi. Và tôi đánh giá cao sự vào cuộc đồng sức đồng lòng của người dân trong quá trình tham gia Chủ nhật xanh, mà cụ thể như sáng hôm nay là tôi hy vọng rằng với sự chung tay góp sức ra quân đồng loạt rồi sự chỉ đạo của thành phố thì chúng ta sẽ khắc phục nhanh cái hậu quả của bão số 5 vừa rồi. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương của tỉnh cùng sự chung tay của tất cả các lực lượng để khắc phục hậu quả của bão số 5, tin rằng mọi hoạt động trên địa bàn tỉnh sẽ sớm trở lại bình thường. Đồng thời, thông qua tổng dọn vệ sinh lần này sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị, cơn bão số 5 vừa qua khi đổ bộ vào địa bàn tỉnh diễn ra trong thời gian ngắn với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Tuy nhiên, đã gây ra rất nhiều thiệt hại đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố Huế.
thân cây cao, tán rừng, sức bão trù chống chịu với gió bão yếu đã làm cho rất nhiều loài cây bật gốc gãy đổ. Thời tiết này đang đặt ra rất nhiều vấn đề đáng quan tâm trong quản lý, phát triển hệ thống cây xanh công cộng bền vững cho đô thị Huế. Phòng sự sau sẽ cho thấy rõ hơn tính cấp thiết của vấn đề này. Đây là hình ảnh thành phố Huế sau cơn bão số 5. Hàng ngàn cây xanh bật gốc, gãy thân, cành. Hàng loạt cây xanh có tuổi đời từ hàng chục đến gần trăm năm bật gốc. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra như việc cắt tỉa tán trước mỗi mùa mưa bão liệu có được duy trì thường xuyên, hay hệ thống cây xanh hiện nay đã phù hợp với một địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như Thừa Thiên Huế. Với những người dân ở đây, chứng kiến những cây xanh lâu năm bị đổ gãy khiến họ không khỏi xót xa, tiếc nuối. Đối với cây xanh đường phố thì chắc phải nghiên cứu để mà trong những cái cây mà nó có cái độ rễ sâu bám chắc hơn, và không những rễ tốt nhưng mà cái thân cành á phải là chắc dẻo hơn. Chứ còn đây những hầu hết là ở đây là những cái phường vàng đều gãy rất nhiều, nhưng mà cây khác thì ít gãy hơn. Bão số 5 đã làm cho hơn 6.700 cây xanh gãy đổ, hơn 2.200 cây bật gốc đổ gãy, về tổng số cây xanh bị thiệt hại là 15.000 cây, trị giá hơn 65 tỷ đồng. Những thiệt hại lớn về cây xanh đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc thay thế trồng một số loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu đô thị của thành phố Huế. Theo thạc sĩ Phạm Cường, một chuyên gia về cây xanh đô thị lý giải, phần lớn các cây gãy đổ là do tán rồng, thân cây quá cao, nhiều cây bị rộng thân, rễ rất dễ đổ ngã. Một số loại cây không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của Huế. Thời gian vừa qua với ảnh hưởng cơn bão thì có nhiều cây đang bị gãy đổ, và chúng tôi nhận thấy rằng là đối với một số loài cây mà có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, hình thái đẹp, tiềm năng phát triển trong đô thị và có đặc biệt là khả năng chống chịu và gió bão, ví dụ như là cây nhồi, là cây bằng lăng, sâu đen, dầu rái, me tây, là mù hoàng yến, vân vân, thì đấy là những loài cây mà qua đánh giá nhận thấy rằng là có khả năng chống chịu gió bão tốt hơn. Kiểm tra công tác thiệt hại cây xanh vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng những thiệt hại về cây xanh trong cơn bão số 5 vừa qua có những lý do khách quan và chủ quan, nhưng cần đánh giá lại công tác quản lý và bảo vệ cây xanh trong thời gian tới. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo thành phố Huế, Trung tâm Công viên cây xanh Huế và các đơn vị liên quan cần có đánh giá thấu đáo, nghiên cứu trong hệ thống cây xanh công cộng theo hướng bền vững, chống chịu được với gió bão, những loại cây phù hợp với khí hậu và cảnh quan của Huế. Sau bão số 5 thì sẽ có rất nhiều hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm, đặc biệt hệ thống cây xanh, đặc biệt là công tác dự báo, rồi cái việc huy động sức dân trong việc khắc phục tất cả những bài học kinh nghiệm, cần phải tập trung để đánh giá một cách thấu đáo để chúng ta ngăn có thể là hạn chế tối đa những thiệt hại do những cơn bão sắp đến ảnh hưởng trên Thừa Thiên Huế nếu có thể xảy ra. Thì về phía Trung tâm Công viên xanh Huế cũng đã có nhiều cái cơn bão rồi, cũng đã nghiên cứu nhiều chủng loài có khả năng chống chịu với cái điều kiện thời tiết khí hậu ở Huế như mưa bão. Ví dụ một số chủng loài như là nhạc ngựa, long não, nhồi, sấu, rồi giáng hương. Phải nói là có những cái chủng loài là chống chịu và với cái điều kiện thời tiết khí hậu mưa bão như ở miền Trung cũng như ở Huế. Và một số chủng loài cây trồng thì cũng vừa phải, cũng trồng không lớn quá, đảm bảo được cái hệ rễ, và khi trồng thì đảm bảo được cái hệ rễ phát triển, rễ cọc ăn sâu. Nhờ gì đã diễn ra chính là bài học quý giá để chúng ta đánh giá lại về công tác quản lý và bảo vệ cây xanh trong thời gian tới. Từ đó có những phương án phù hợp đối với khí hậu và cảnh quan của những loài cây trồng thay thế. Để Huế mãi là một thành phố xanh của Việt Nam, rất cần sự chung tay vào cuộc của cả chính quyền và chính mỗi người dân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tổng kết chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020. Trong 3 năm thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chủ động trong công tác phối hợp, triển khai có hiệu quả bằng các mô hình việc làm thiết thực, khẳng định được ý nghĩa nhân văn và giá trị thiết thực của chương trình. Thông qua chương trình đã hỗ trợ trên 1,1 tỷ đồng, trao 70 ấm tình thương, 4 sổ tiết kiệm, 36 mô hình sinh kế cho người dân, trao tặng hàng trăm quà và học bổng cho các gia đình hội viên, phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc ba xã Hồng Vân, Hồng Thái, Hương Nguyên, huyện A Lưới. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường huy động các nguồn lực, tập trung trao phương tiện sinh kế, đồng thời phối hợp hướng dẫn, giám sát chặt chẽ việc thực hiện, giúp người dân ổn định cuộc sống, góp phần bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc. Dịp này,
các đơn vị đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào tổ chức trao 14 sổ tiết kiệm, 30 suất quà cho các hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện A Lưới. Trường đào tạo Nhật ngữ Daystar vừa tổ chức chương trình talk show Thanh niên với cơ hội thay đổi cuộc đời sau Covid. Đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan tham dự chương trình chia sẻ đối thoại về định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên. Tham gia chương trình có gần 200 đoàn viên thanh niên. Tại đây, sinh viên đã được đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, doanh nghiệp Daystar giới thiệu, cung cấp thông tin về các thị trường lao động, trong đó có thị trường lao động Nhật Bản đầy tiềm năng, cũng như nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời trao đổi, đối thoại về các kỹ năng cần thiết nhằm bổ trợ, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho đoàn viên thanh niên lập thân lập nghiệp, nhất là sau đại dịch Covid-19. Chương trình đã góp phần hỗ trợ đoàn viên thanh niên lựa chọn, phát triển nghề nghiệp theo khả năng, sở thích, điều kiện của bản thân và gia đình, thúc đẩy các sáng kiến mô hình khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm và xuất khẩu lao động, cũng như đưa ra những quyết định sáng suốt để có một công việc phù hợp sau khi ra trường. Là bối cảnh lớn trong dự án phim Gái già làm chiêu năm, khu vườn Bạch Trà Viên trong khuôn viên Cung An Đình đã được đơn vị sản xuất phim đầu tư hơn 2 tỷ đồng để tôn tạo. Chiều qua, Bạch Trà Viên đã được bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để tiếp nhận, quản lý sau khi hoàn thành những cảnh quay tại đây. Theo kịch bản phim, ba chị em nhà họ Lý sống tại căn biệt phủ rộng lớn, có khu vườn trồng rất nhiều cây bạch trà. Bạch Trà Viên là một trong những đại cảnh xuất hiện xuyên suốt trong phim Gái già làm chiêu năm, do vậy được ekip sản xuất phim chú trọng đầu tư. Trên diện tích khoảng 500m² phía sau Cung An Đình, Bạch Trà Viên được tôn tạo với các hạng mục nâng nền, lạt sàn, lót gạch nhằm tránh ảnh hưởng đến nền móng của nhà hát Cựu Tư Đài. Được trang trí với hơn 2.000 chậu bạch trà chuyển từ miền Bắc vào cùng nhiều loài cây trái đặc trưng của Huế. Khu vườn còn được lắp đặt đài phun nước, tường nữ thần và tường bao được chạm trổ công phu nhằm tạo điểm nhấn. Chính sự kết hợp giữa kiến trúc cổ điển châu Âu với châu Á làm nên sự độc đáo của khu vườn. Đáng tiếc là bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại hơn 70% diện tích Bạch Trà Viên. Sau khi khôi phục, Bạch Trà Viên được bàn giao cho đơn vị quản lý di tích Cung An Đình là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tạo thêm điểm tham quan phục vụ du khách. Nội dung chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức khác. Tính đến tháng 9 năm 2020, Tổng cục Hải quan đã tích hợp được 72 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo tiến độ và số lượng theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Các dịch vụ công trực tuyến của ngành hải quan đã kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia như thủ tục hủy tờ khai hải quan, thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển, thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển cửa khẩu, thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất, phân loại máy móc thiết bị ở dạng nguyên chiếc, tháo rời, thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các chương 84, 85 và 90 thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam, thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan. Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 21,20 tỷ đô la Mỹ, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, có 1.947 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 10,36 tỷ đô la Mỹ, 798 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 5,11 tỷ đô la Mỹ. 5.172 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 5,3 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, cả vốn đầu tư mới tăng thêm và đầu tư thông qua góp vốn mua cổ phần đã đều giảm so với cùng kỳ. Vốn giải ngân cũng trong tình trạng tương tự. Số liệu cho thấy 9 tháng giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,76 tỷ đô la Mỹ, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm 2019. Thưa quý vị, Bao La là làng quê nổi tiếng xứ Huế với nghề truyền thống đan lát sản phẩm mây tre, chế tác đồ mỹ nghệ thuộc huyện Quảng Điền. Sản phẩm của làng nghề này không chỉ là mặt hàng thông thường mà đã được phát triển thành những tác phẩm nghệ thuật mang giá trị sử dụng và coi trọng yếu tố mỹ thuật. Năm 2020, sản phẩm mây tre đan của làng nghề được chọn là một trong ba sản phẩm OCOP của tỉnh tham gia đánh giá phân hạng tiêu chuẩn 5 sao trung ương. Đây là sự ghi nhận rất xứng đáng đối với quá trình gìn giữ và những nỗ lực khôi phục làng nghề truyền thống của chính quyền địa phương và người dân nơi đây. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thực hiện chủ trương của nhà nước về việc bảo tồn khôi phục làng nghề truyền thống, Hợp tác xã Mây Tre Đan Bao La được thành lập vào tháng 5 năm 2007 với mục tiêu gìn giữ và khôi phục làng nghề Mây Tre Đan Bao La. Hợp tác xã Mây Tre Đan Bao La đang là hạt nhân trong nỗ lực khôi phục một nghề thủ công có vai trò kinh tế quan trọng và giá trị tinh thần vô giá với người dân nơi đây. Với đội ngũ các nghệ nhân và những người thợ lành nghề, đến nay, hợp tác xã đã sáng tạo và cải tiến mẫu mã hơn 500 sản phẩm.
Thì ngoài những cái sản phẩm truyền thống của làng nghề máy tre Mao La có từ lâu đời, thì hàng năm trong hợp tác xã chúng tôi luôn luôn chú trọng về khâu cải tiến thiết kế mẫu mã mới nhằm đáp ứng cái nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Và cho đến nay hợp tác xã chúng tôi đã có trên 500 mẫu mã khác nhau. Chúng tôi cũng luôn chú trọng về cái ý tính chất lượng đối với là khách hàng, và từ đó khách hàng không những trong nước mà ngoài nước đều biết đến hợp tác xã máy tre Đan Bao La qua cái thương hiệu, qua các sản phẩm. Sau hơn một thập kỷ hình thành và hoạt động, hợp tác xã đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con, chuyển dịch cơ cấu lao động trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay sản phẩm của hợp tác xã được tỉnh công nhận chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm OCOP. Nhờ vậy liên tục trong những năm qua, số lao động tham gia vào hợp tác xã ngày càng tăng, doanh thu của hợp tác xã năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như năm 2017 hợp tác xã chỉ có 85 người, thì đến năm 2019 số lao động lên đến 122 người. Doanh thu năm 2017 chỉ đạt gần 2,7 tỷ đồng, thì năm 2019 doanh thu đạt 5,5 tỷ đồng. Nhờ vậy đời sống cán bộ, thành viên và lao động của hợp tác xã không ngừng được nâng cao. Mấy năm trở lại đây, công việc thường xuyên mà lương cao, là cán bộ thì luôn luôn là tìm việc cho chị em làm. Ngày công cao thì chị em rất vui vẻ và chị em luôn luôn là mong muốn là việc làm thường xuyên để chị em gắn bó với làng nghề. Tuy vậy, khả năng quản lý điều hành hợp tác xã còn nhiều hạn chế, việc tiếp cận đáp ứng nhu cầu và thị hiếu khách hàng để mở rộng thị trường cũng là thách thức lớn đối với hợp tác xã. Từ tháng 1 năm 2019, được sự hỗ trợ từ dự án Trường Sơn Xanh của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, tổ chức Arizera Hà Lan với đội ngũ tư vấn chuyên sâu đã giúp hợp tác xã củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý điều hành hợp tác xã, đào tạo nghề để thu hút thêm lao động mới, áp dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng năng suất lao động, khắc phục những nhược điểm trong phương thức sản xuất trước đây. Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam còn giúp hợp tác xã đào tạo kỹ thuật gia công sản phẩm, đa dạng hóa, thiết kế nhiều mẫu mã mới nhắm đến khách hàng quốc tế, phát triển phân khúc hàng quà tặng lưu niệm hướng đến nhóm khách tham quan trải nghiệm du lịch làng nghề, đặc biệt là du khách nội địa. Việc sản phẩm của hợp tác xã Mây Tre Đan Bao La được công nhận hàng 4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh và lựa chọn vào tiêu chuẩn 5 sao cấp trung ương là cơ hội tốt để hợp tác xã tiếp tục phát huy giá trị làng nghề cũng như quảng bá giới thiệu sản phẩm và mở rộng tiếp cận thị trường. Về chương trình OCOP thì các cấp ngành là cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ cho hợp tác xã hoàn thiện các cái bước, các cái phần mà hợp tác xã chưa đạt được, thì hợp tác xã cũng rất tích cực muốn để phấn đấu để đạt được cái tiêu chuẩn năm sao, thì vì là nếu đạt được cái tiêu chuẩn đó thì hợp xã có được nhiều cái thuận lợi, nên như khách hàng biết đến, uy tín được nâng lên và có thể là vươn ra nước ngoài thì sẽ có cái lợi nhuận cao hơn cho hợp xã. Hướng đi mới cùng với sự quan tâm và ủng hộ của chính quyền địa phương cũng như các chương trình dự án đã mang đến cơ hội lớn để đưa hình ảnh và sản phẩm của làng nghề Bao La đến với du khách, giúp xây dựng thương hiệu cũng như mở rộng cánh cửa ra nhiều thị trường trong nước và quốc tế. Phần cuối chương trình là những thông tin quan trắc vùng nuôi trồng thủy sản từ Chi cục Thủy sản tỉnh để có giải pháp đảm bảo nuôi trồng thủy sản an toàn, hiệu quả trong thời gian tới. Các chỉ tiêu môi trường vùng nước cấp ven biển huyện Phong Điền và Đầm Phá trong tuần qua đều nằm trong khoảng phù hợp để nuôi các đối tượng thủy sản. Tuy nhiên, nước trên cả con sông đang đục bởi phù sa sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cá nuôi lồng, có thể xảy ra tình trạng ngột bởi chất hữu cơ bám đầy ở mang, cá hô hấp bằng mang. Vì vậy, cần sử dụng các loại chất xử lý để lắng đọng phù sa và làm nước trong hơn, giảm cho ăn và tăng sức đề kháng cho cá nuôi. Cơn bão số 5 cũng gây thiệt hại cho một số vùng nuôi cá lồng vùng Đầm Phá, xã Hải Dương, Phú Hải, Vinh Hiền và Sông Bồ. Do đó, khuyến cáo người nuôi có phương án phòng chống thiên tai tốt hơn khi sản xuất vào mùa mưa, bão lụt. Dự báo trong tháng 10 sẽ có thời tiết thất thường, có thể xảy ra bão, lũ lụt, nên người nuôi tiếp tục thu hoạch hết sản phẩm thương phẩm theo lịch thời vụ hướng dẫn, chủ động phương án bảo vệ an toàn cho ao hồ, lồng nuôi và thủy sản nuôi khi xảy ra. Đối với vùng nuôi tôm chân trắng trên cát, cơ sở nuôi có kế hoạch thả nuôi vụ đông hoặc kéo dài và duy trì nuôi vào các tháng thường xảy ra bão lụt. Cần kiểm tra cơ sở hạ tầng ao nuôi, chủ động về nguồn điện, cập nhật dự báo thời tiết, chuẩn bị máy nổ dự phòng và các trang thiết bị cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai.
khuyến cáo nên thả mật độ thấp hơn và đầu tư chi phí phù hợp để rút ngắn thời gian nuôi và có thể thu hoạch tôm sớm hơn. Mật độ thả từ 100 đến 150 con một mét vuông. Tôm giống phải kiểm tra PCR trước khi thả nuôi. Phải đăng ký để được cấp giấy xác nhận đối tượng thủy sản nuôi chủ lực và đảm bảo đủ điều kiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.